tác động của Kim Jong Un đối với kinh tế Triều Tiên. Kim Jong Un đã có tác động đáng kể đến nền kinh tế Triều Tiên kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Sự lãnh đạo của ông được đánh dấu bằng việc tập trung vào phát triển và hiện đại hóa kinh tế, đặc biệt chú trọng đến cơ sở hạ tầng và công nghiệp của đất nước. Tuy nhiên, nền kinh tế Triều Tiên vẫn là một trong những nền kinh tế được hoạch định tập trung và cô lập nhất trên thế giới, và nó đã phải vật lộn để vượt qua một số thách thức về cấu trúc. Đất nước này phụ thuộc rất nhiều vào khu liên hợp công nghiệp quân sự và tài nguyên khoáng sản. Đồng thời bị hạn chế tiếp cận thị trường và đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, nước này đang phải chịu các lệnh trừng phạt nặng nề từ cộng đồng quốc tế vì chương trình vũ khí hạt nhân, khiến nước này khó tiếp cận nền kinh tế toàn cầu và cản trở tăng trưởng kinh tế. Kể từ năm 2018, Kim Jong Un đã chuyển trọng tâm sang kinh tế, đưa ra một số cải cách kinh tế theo định hướng thị trường, chẳng hạn như cho phép nhiều doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài hơn. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói liệu những thay đổi này có tác động đáng kể đến nền kinh tế hay không. Nhìn chung, nền kinh tế bắc triều tiên vẫn là một trong những nền kinh tế nghèo nhất và kém phát triển nhất trên thế giới bất chấp một số nỗ lực nhằm hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế nó vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức đáng kể và không rõ các chính sách kinh tế của kim jong un sẽ thành công như thế nào trong dài hạn